Xin chào tất cả các em. Trong buổi học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về các trường hợp đặc biệt của thể bị động. Ra chuyển sang phần tiếp theo, đó là special cases of passive voice. Thế nào là cái trường hợp đặc biệt đấy? Các trường hợp đặc biệt đó là cái trường hợp mà nó biến đổi. Phải thêm từ nọ, bớt từ kia, hoặc là chúng ta sẽ không biến đổi như bình thường, nên nó không có cấu trúc là be của cái phân từ hai nữa. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào trường hợp đầu tiên, đó là trường hợp của động từ, có động từ mà có hai thân ngữ. Nó bình thường chúng ta nói đến có một thân ngữ, nhưng mà bây giờ động từ có hai thân ngữ thì hai thân ngữ đó là hai thân ngữ nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào cái phần này. Cô sẽ lấy ra một ví dụ để chúng ta thấy rằng là thế nào là hai thân ngữ. Ví dụ như sau. Anh ấy tặng tôi một bông hoa. Anh ấy đã tặng tôi một bông hoa. He gave me a rose. Tặng tớ một bông hoa hồng on my birthday. Vậy thì chúng ta vẫn biết là tân ngữ là tất cả các danh từ đứng sau động từ, đúng không nhỉ? Vậy thì ở đây sau động từ gave là chúng ta có hai danh từ, đó là danh từ me và danh từ hai đấy là danh từ arose. Đây là hai danh từ là bởi vì nó đứng đằng sau động từ gave. Vậy thì chúng ta xử lý nào đây, và chúng ta tên gọi của hai danh từ này là gì vậy, của hai tân ngữ này là gì? Thì chúng ta chú ý là hai tân ngữ này chúng ta sẽ có một tân ngữ được gọi là tân ngữ trực tiếp và một tân ngữ được gọi là một tân ngữ gián tiếp. Vậy thì đâu là tân ngữ trực tiếp và đâu là tân ngữ gián tiếp? Chúng ta cùng nhau quan sát sao? Như sao? Đây là bạn trai tôi. Bạn ấy đang cầm một bông hoa. Bạn ấy sẽ tặng tôi. Vậy chúng ta nhìn thấy đây là he, còn đây là me và đây là a rose. Vậy chúng ta nhìn thấy là anh ấy tặng tôi một bông hoa. Chúng ta tưởng tượng là bông hồng và tôi, thì đây là tân ngữ nào, tân ngữ trực tiếp. Thì chúng ta nhìn thấy là đây là cái tân ngữ mà anh ta cầm trực tiếp, nên chúng ta gọi nó là tân ngữ trực tiếp. Còn thông qua cái bông hoa này là tôi nhận được và đây được gọi là tân ngữ gián tiếp. Vậy trực tiếp là cái gì ạ? Trực tiếp là cái vật mà cái chủ thể cầm được, nắm được. Còn gián tiếp là cái người mà được nhận cái vật trực tiếp đó. Và chúng ta chú ý là ở đây chúng ta sẽ gọi tôi là tân ngữ gián tiếp, còn bông hồng được gọi là tân ngữ trực tiếp. Để chúng ta hiểu là trực tiếp tức là cả hai người cái để nó là tiếp xúc rất là gần so với cái người nói. Vậy chúng ta sẽ sử dụng tân ngữ trực tiếp, và người ta sẽ ký hiệu của nó là OI này nó là từ viết tắt của indirect object. Indirect chúng ta dịch nó là gián tiếp, và cái arose chúng ta gọi nó là OD. OD nó chính là direct object. Direct. Cho nên là direct đối lập với indirect. Direct là trực tiếp và indirect là gián tiếp. Vậy chúng ta sẽ tưởng tượng rằng đây là tân ngữ trực tiếp và đây là tân ngữ gián tiếp. Vậy trong hai tân ngữ này, tân ngữ nào sẽ có thể chuyển sang dạng bị động được? Thì câu trả lời của cô là chúng ta có thể chuyển cả hai. Vấn đề là khi mà nó được chuyển cả hai thì người ta thích dùng cái tân ngữ nào hơn? Thì chúng ta cùng nhau chuyển thử cả hai câu này xem có câu nào mà phức tạp hơn không? Câu nào mà phức tạp hơn thì chứng tỏ người ta sẽ không thích sử dụng câu phức tạp, đúng không? Ta sẽ dùng những câu đơn giản. Chúng ta cùng nhau chuyển. Đầu tiên đấy là tân ngữ gián tiếp, me lên trước. Chúng ta sẽ có câu bị động như sau. Câu đầu tiên đấy là chúng ta đưa me lên trước làm chủ ngữ. Này sẽ là I. Chúng ta nhìn thấy động từ đây là nó ở dạng động từ quá khứ. Ta sẽ dùng to be ở quá khứ, đấy là I was. Và phần thứ hai của gave đấy là given.
a rose. I was given a rose on my birthday. À, vậy chúng ta nhìn thấy đây là chủ ngữ mới. Ai? Động từ cho câu bị động. À, tên ngữ. Ở đây vẫn còn một tên ngữ nữa. Vậy thì lúc này tôi được tặng một bông hoa hồng. Nhưng chúng ta cũng hoàn toàn có thể lấy bông hoa hồng làm chủ ngữ cho câu bị động. À, cách thứ hai chúng ta chuyển đó là một bông hoa hồng, a rose, was given. À, nhưng lúc này chúng ta sẽ không dùng given me mà phải là given to me. On my birthday. À, vậy chúng ta nhìn thấy là có cái điều khác biệt. Đấy là I was given a rose on my birthday. Và I, a rose was given to me. Cái từ to này bỗng nhiên xuất hiện. À, nó trở nên câu trở nên nó phức tạp hơn rất là nhiều. Vậy chúng ta nhìn thấy rằng là à, ở đây nó thêm phải thêm một từ nữa, chứng tỏ câu này đã phức tạp rồi. À, ví dụ mà chúng ta quên thì sao? Chúng ta quên mất không thêm to vào thì sao? Thì câu trả lời là khi chúng ta thêm to không to, không thêm to vào thì câu nó trở nên cụt lủn và nó hoàn toàn sai về mặt ngữ pháp. À, chính vì vậy mà chúng ta nhận thấy rằng câu đầu tiên với tân ngữ gián tiếp câu nó trở nên rất là đơn giản. Nhưng đối với chân ngữ trực tiếp thì chúng ta nhận thấy là nó phải thêm một giới từ nữa vào sau động từ. Điều này nó trở nên phức tạp hơn. À, chính vì vậy mà không ai thích những cái điều phức tạp cả. Và người ta thường là thích những điều rất là đơn giản, giản dị thôi. Nhờ và người ta sẽ sử dụng tân ngữ gián tiếp sẽ thường là chủ ngữ trong câu bị động. Để chúng ta lưu ý. Khi động từ có hai tân ngữ thì tân ngữ gián tiếp tức là thường là tân ngữ chỉ người sẽ là chủ ngữ trong câu bị động. Đây là một cái chú ý. À, chú ý đầu tiên, chú ý 1. Đó là khi động từ có hai tân ngữ thì tân ngữ gián tiếp thường được sử dụng trong câu bị động. À, tuy nhiên là có những người rất thích sự phức tạp, nhỉ? Không phải ai thích sự đơn giản. Nếu như người ta thích sự phức tạp thế nào? Nếu như người ta thích sự phức tạp thì chúng ta sẽ phải có cái sự phức tạp hơn, đó là thêm. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang cái dấu chỉ thứ hai, đấy là nếu như chúng ta sử dụng tân ngữ trực tiếp lên làm chủ ngữ trong câu bị động thì chúng ta sẽ phải thêm giới từ vào đằng sau động từ. À, cái chú ý thứ hai đó là nếu dùng tân ngữ trực tiếp, đấy là chúng ta ký hiệu đấy là OD, chúng ta cô vừa nói là in a direct object, nếu dùng tân ngữ trực tiếp lên làm chủ ngữ trong câu bị động thì chúng ta phải dùng thêm, chúng ta phải dùng thêm giới từ. Và chúng ta lưu ý là ở đây cô vừa nói là chúng ta là giới từ to me. À, tuy nhiên là chúng ta cũng có một giới từ nữa, đấy là giới từ for. À, tuy nhiên giới từ for thì được sử dụng rất là hữu hạn thôi, và thường nó sử dụng với động từ get. À, và chúng ta thường thêm giới từ for, thường thêm giới từ to sau động từ. Và riêng cái giới từ for thì riêng động từ get nó sẽ đi kèm với giới từ for. Thế chúng ta nhận thấy là câu trở nên phức tạp, người ta không thích cái điều này. À, tuy nhiên nếu như mà ai đó sẽ thích sự phức tạp, chúng ta sẽ phải thêm. Đây là một cái ví dụ, đây là một cái phần chú ý rất là quan trọng. Vậy thì những cái động từ nào là những động từ có chứa hai tân ngữ? Vậy chúng ta chú ý là nó sẽ có một số trong một số động từ, ví dụ như động từ give, tặng, động từ gửi, send, động từ buy, mua. Ví dụ bố tôi mua cho tôi một cái xe đạp chẳng hạn, một cái xe đạp mới.
động từ write, viết, và rất nhiều cái động từ khác. Những động từ nào mà chúng ta sử dụng hai từ ngữ thì chuyển sang từ bị động nó sẽ nằm trong cái trường hợp này. Chúng ta chuyển sang phần hai nhỏ, đó là bị động của động từ sai khiến. Bị động của động từ sai khiến. Động từ sai khiến. Vậy chúng ta hiểu thế nào động từ sai khiến? Động từ sai khiến tức là ngay cái tên của nó thôi, nó đã thể hiện rất rõ cái chức năng của nó. Tức là nó sai ai đó làm gì, hoặc là khiến ai đó làm gì, đúng không nhỉ? Ví dụ, bố tôi yêu cầu tôi phải làm bài tập, bố tôi bắt tôi phải làm tập. Hay là mẹ tôi cho phép tôi đi chơi. Hay là tôi nhờ anh ấy lau bảng. Vậy thì tất cả những cái động từ mà có tính chất sai khiến này đó chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái cấu trúc này. Trong tiếng Anh thì nó không có quá nhiều động từ sai khiến, chúng ta chỉ có 3 động từ thôi, đó là động từ have, động từ get, động từ let. Vậy chúng ta đấy là những cái động từ sai khiến. Chúng ta có động từ đầu tiên, đấy là động từ have. Have nếu chúng ta có câu chủ động, chúng ta cùng bàn đến câu chủ động. Have somebody do something. Đây là câu chủ động. Cô lấy ví dụ như sau. Tôi nhờ anh ấy rửa bát. Tôi nhờ em trai tôi rửa bát. I usually tớ thường nhờ thằng em trai tớ. Have my brother. Bắt nạt anh trai thì bắt nạt. My brother wash dishes. Wash the dishes. Chúng ta nhìn này, đây là cấu trúc chủ động. Help somebody do something. Ai là chủ ngữ? Help, động từ help. My brother, somebody, washed, do something. Vậy thì tôi thường nhờ anh trai tôi, em trai tôi rửa bát. Lúc này chúng ta sẽ chuyển sang câu bị động thế nào? Nếu như bình thường theo nguyên tắc thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái động từ chính này. Đây là động từ chính và chúng ta sẽ chuyển nó về dạng phân từ 2 cộng với thêm động từ to be. Nhưng chúng ta sẽ không làm như vậy đâu. Với những loại câu như này chúng ta sẽ chuyển như sau. Tôi nhờ người rửa bát cho. Người rửa bát cho tôi. Nhờ em trai tôi rửa bát. Tuy nhiên lúc này chúng ta sẽ đảo cái vị trí này. Chúng ta sẽ đảo cái vị trí the dishes sang vị trí của brother, thay vị trí của thằng em, thay vị trí của những cái bát. Và chúng ta tất nhiên là khi chúng ta đảo vị trí của thế này thì chúng ta sẽ phải đưa by my brother xuống dưới. Sau đó chúng ta sẽ thay cái động từ do này bằng cái động từ dạng phân từ 2, verb phân từ 2. Và chúng ta có một câu hoàn chỉnh. Câu này chúng ta sẽ chuyển như sau. I usually have the dishes washed by my brother. Vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng ở đây vị trí nó đã thay đổi, chỉ có cái động từ wash này là nó thêm ed, còn thay vì người chúng ta để vật vào. Và động từ này vẫn giữ nguyên toàn bộ phần phía trước. To have vẫn giữ nguyên, nó sẽ không thay đổi gì cả. Vậy chúng ta sẽ có cấu trúc, thay vì là have somebody do something, chúng ta sẽ có cấu trúc câu bị động, đó là have something done by somebody. Have something done. Vậy chúng ta nhìn thấy ở đây là do và bên dưới là done. Đây là dạng phân từ 2 của động từ do, do, đứt và đăn. Thế chúng ta chú ý là đây chỉ là một cái động từ mà cô minh họa thôi, đấy là hành động làm. Và chúng ta sẽ thay thế cái hành động làm bằng động từ watched hay bằng bất kỳ động từ khác mà có nó. Thì đây là cấu trúc đầu tiên trong phần động từ sai khiến. Chúng ta sẽ đi vào phần cái cấu trúc tiếp theo ở động từ sai khiến, đó là động từ nào? Đó chính là động từ get. Ví dụ cô nói là get đây không phải là đi đến đâu đó, mà get đây có nghĩa là nhờ. Ví dụ như là thay vì động từ have và nhờ, cô sẽ nói là tớ nhờ thằng em trai tớ nó rửa bát, hoặc là tớ nhờ thằng em trai tớ nó quét nhà. Cô sẽ nói như sau.
I hope I get my brother to sweep the floor. À, vậy chúng ta cùng nhau nhìn đây ạ. Đấy là chúng ta có chủ ngữ là get. À, chủ ngữ, cô xin lỗi, chủ ngữ là ai? À, động từ là get. My brother là tân ngữ. To sweep cũng là một động từ khác. Và the floor cũng là một tân ngữ. Vậy chúng ta nhận thấy rằng là ở đây nó không có cái tân ngữ trực tiếp hay tân ngữ gián tiếp gì cả. Mà ở đây nó là tân ngữ 1 và tân ngữ 2. À, vậy thì tôi nhờ thấy em trai tôi quét nhà. Lúc này chúng ta có thể chuyển sang bị động như sau. Chúng ta sẽ giữ ngay cái phần đầu tiên, đó là I get. À, tuy nhiên bắt đầu từ chỗ my brother giống như cấu trúc have, chúng ta sẽ phải thay đổi. Là chúng ta chuyển cái tân ngữ từ người chuyển sang tân ngữ chỉ vật. Đó là I get the floor. Lúc này động từ get chúng ta sẽ không để nó là động động từ sweep chúng ta sẽ không để nguyên nó là to sweep nữa, mà chúng ta sẽ chuyển nó I get the floor swept. Sweep là quá khứ của động từ swept. Cô xin lỗi, swept là quá khứ của động từ sweep, nên chúng ta sẽ chuyển nó là phần thứ hai, by my brother. Vậy chúng ta nhận thấy rằng là lúc này nó lại chuyển giống như động từ have somebody, do something chuyển thành have something done. Và động từ get nó cũng sẽ chuyển về dạng get something done. The floor sẽ thay thế đây, đã chuyển nó sang đây, the floor. By my brother chúng ta chuyển nó sang đây. Và tân ngữ này, động từ này chúng ta sẽ để dạng phần thứ hai. Chúng ta có cấu trúc chủ động là get somebody, do something. Cô xin lỗi, to do something. Lúc này chúng ta sẽ chuyển sang bị động của nó là bị động, đó là get something done by somebody. Vậy cấu trúc này nó hoàn toàn giống với cấu trúc have something done và get something done. Và chúng ta chú ý là by somebody cũng có thể để ở trong một đơn. Một cái động từ nữa ở cái phần cái động từ sai khiến, đó là động từ make. Chúng ta biết là cái động từ make và động từ let nữa, động từ make và let ở dạng chủ động sẽ là somebody do something, bắt ai đó phải làm gì. Tuy nhiên là bị động thế nào, cô chúng ta cùng nhau đi vào một cái ví dụ. Ví dụ sau. Giáo viên của tôi bắt tôi làm rất nhiều bài tập với mong muốn là học sinh của mình sẽ tiến bộ. Các giáo viên thì yêu cầu học sinh làm rất nhiều. My teacher makes us do a lot of homework. Chỗ này chúng ta nhìn thấy động từ my teacher, chủ ngữ trong câu chủ động. Make verb us. Ở đây chúng ta có một verb nữa, a lot of homework, tân ngữ. Vậy lúc này chúng ta sẽ có là giáo viên bắt tôi làm nhiều bài tập. Chúng ta sẽ chuyển cái tân ngữ này, chúng tôi bị bắt làm rất nhiều bài tập. Chúng ta sẽ nói như sau: We are made. Và chúng ta nhìn thấy động từ do ở đây, động từ do ở đây sẽ chuyển sang bên này. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không để nó ở dạng do nữa, mà chúng ta chuyển về dạng to verb. Đấy là we are made to do a lot of homework. Thế lúc này cấu trúc make somebody do thì chúng ta chuyển thành to be made, to verb. Lúc này chúng ta sẽ có cấu trúc bị động đầu tiên của make, đó là to be made chủ ngữ cộng với to be made to verb. To be made to verb. Thế còn let thì sao? Let nó giống cho phép ai đó làm gì. Tuy nhiên là let có dùng chung với động từ make không thì câu trả lời là không. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cấu trúc của let. Cô lấy ví dụ với động từ let như sau: bố tôi cho phép tôi đi chơi thâu đêm suốt sáng. Chúng ta sẽ nói là my dad
Let me go out overnight. À, tôi lớn rồi, tôi 35 tuổi rồi, tôi thích làm gì thế với việc của tôi. Đúng nhỉ? Bố tôi cho phép tôi, nên tôi không cần phải hỏi ý kiến của ông nữa. À, ông cho phép tự do thoải mái. Lúc này, chúng ta sẽ đưa cái tân ngữ này lên làm chủ ngữ là I. À, I am. À, thì chúng ta chú ý là người ta sẽ không sử dụng động từ let nữa, người ta sẽ dùng động từ là I am allowed to go out overnight. À, vậy thì lúc này chúng ta thấy là thay vì là let, chúng ta sẽ dùng to be allowed. Vậy chúng ta có cấu trúc tiếp theo của động từ let. À, đó là let somebody do thì chúng ta sẽ chuyển sang bị động của let, đấy là chủ ngữ cộng với be allowed. Do, to work. À, chúng ta sẽ viết chủ động ở đây cho nó dễ nhìn. Chủ động là let somebody do. Và bị động nó sẽ là chủ ngữ to be allowed to work. Và chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng cái cấu trúc này rồi. À, đây là cấu trúc của chúng ta có bốn động từ make, let, have, get. Đó là những cấu trúc sai khiến. Bắt ai đó làm gì, cho phép ai đó làm gì, nhờ ai đó làm gì. À, và chúng ta chuyển sang một cái phần cấu trúc cũng khá là đặc biệt. Đó là cấu trúc chỉ sự nhận thức.